rất là kỹ các bạn. Mình là Bảo Duy. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh giá, trải nghiệm hai mẫu xe sport mới của nhà Honda vừa mới được ra mắt tại thị trường Việt Nam, chiếc CBR500R và chiếc CBR650R. Đối với chiếc xe CBR650R này ấy, thì phải nói là có khá nhiều những cái ưu điểm để chúng ta có thể kể tới và những cái nâng cấp mới khi mà chuyển lên cái chữ R này. Trước đây thì nó là chữ F. Khi mà lên tới 650R này thì những cái trang bị công nghệ, rồi tất cả những cái can thiệp xử lý cái phần động cơ này đã giúp cho chiếc xe này có được một cái sự toàn diện về cái khả năng vận hành khi mà chúng ta di chuyển ở trên các cái cung đường. Phía trước này thì các bạn có thể thấy là cái cặp phua Towa SFF này được sơn cái màu vàng đồng khá là bắt mắt này, rồi là cùm phanh Nissin với mỗi một bên là 4 heo dầu. Lốp trước và lốp sau đều được sử dụng đan lốp cũng là hàng hiệu đấy. Đây này, đây có dòng chữ Sportmark này, D214. Các bạn anh em nào mà đã từng chạy cái dòng lốp này rồi thì có thể comment chia sẻ ngay phía bên dưới clip nhé, để anh em mình cùng thảo luận với nhau nhiều hơn. Đằng sau thì cũng có giảm sóc được sơn màu vàng, có thể tùy chỉnh được 10 nấc. Cái phần yên xe của chiếc xe này thì Duy như có nói ở cái phần đầu video là cái chất liệu và cái phần bề mặt này nó làm chưa được có cái độ nhiều độ nhám á. Anh em mình ngồi là khi di chuyển thì thoảng nó hay bị trượt về phía trước. Nhưng mà nhìn cái chiếc CBR650R này thì chúng ta thấy được rằng là cái đâu đó nó vẫn có được cái độ chất. Thật sự là vẫn có độ chất. Độ chất đến từ đâu? Độ chất đến từ cái kiểu dáng này. Đó, những cái góc cạnh nó u, nó vai, nó hầm hố hơn. Và độ chất tiếp theo là khi chúng ta khởi động. Bây giờ thì khởi động thử lên luôn. Đó, các bạn thấy không? Thấy cái khối động cơ của 650R này nó khác đấy nhỉ, đúng không? Trên chiếc 650R này thì cái đuôi các bạn có thể nhìn này. Nếu như mà chúng ta chưa vội đề cập đến cái phần nối xuống pad biển số nhá, chúng ta chỉ nhìn tới đây thôi, thì bạn thấy đó là cái phần đuôi này nó hơi bị cụt. Nếu như mà anh em nào độ ấy, thì Duy phải nói là chúng ta anh em mình rất nên sắm một cái phần bọc yên ở phía sau này, để biến cái chiếc xe của mình thành cái dạng yên solo. Thì như Duy có xem cái phiên bản ở bên Thái ấy, ở trong cái triển lãm Moto Show Bangkok hôm vừa rồi ấy, thì cái phần đuôi này họ có cái bọc ở đây này. Nhìn cái phần đuôi này nó kéo dài hơn, trông nó rất là hầm hố, rất đẹp, trông nó sport hơn hẳn. Nhìn nó thanh thoát, cái phần đuôi này nó rất thanh thoát và nó có cái độ vuốt cao, nhìn phê. Thật sự ấy là khi mà chạy ở trên chiếc CBR650R này, rất ít khi Duy phải nhìn xuống cái mặt đồng hồ để kiểm tra, để áng chừng xem là cái nhiệt độ của cái động cơ là bao nhiêu. Bởi vì thật sự là kể cả đi trong những cung đường tắc thì Duy vẫn cảm nhận được rằng là cái khối động cơ này được tối ưu hóa về khả năng làm việc, cũng như là cái cách mà các kỹ sư thiết kế cái hệ thống làm mát, tản nhiệt cho động cơ. Thật sự là cái động cơ này phải nói là đạt được một cái hiệu suất tốt khi chúng ta vận hành, nhưng mà vẫn đảm bảo được rằng là cái nhiệt độ không quá nóng gây cản trở chúng ta trên những cái cung đường. Đó, rất hay. Cái phần kính chắn gió phía trước này thì được làm cao, đẩy lên. Anh em mình có thể thấy đây. Đó, ngồi như thế này nhá. Núp gió đây rất ngon, đúng không ạ? Còn đây, Duy cao 1m75. Chống chân thì vẫn có thể chống được gần hết một bàn chân. Nói chung là chiếc xe này ấy, anh em nào mà cao tầm 1m63 hay 65 ấy, chỉ cần hạ một nấc phuộc thôi là ngồi vô tư, không vấn đề gì. Quay lại với cả cái phần tay lái này nhá, thì Duy có một cái điểm chưa hài lòng, đó chính là cái công tắc cái đèn passing này, đó, để xin vượt đó. Thì trước đây thì Duy rất hay quen cái lẫy passing ở đây, chúng ta thò tay, chúng ta gạt lẩy rất là nhanh. Nhưng mà khi chuyển đây thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải dùng cái ngón cái này để sờ lên thao tác, rồi gạt gạt ấn ấn như thế này. Đó, nó sẽ làm đôi khi là nó sẽ làm mất tập trung vào nhất này. Thứ hai là cái phần mà chúng ta đang chạy tốc độ cao ấy,
chúng ta đưa một cái tay sang bên này cảm giác nó cứ sao sao ấy, thật sự là như vậy. Còn đâu chắc là anh em dùng một thời gian rồi thì quen rồi thì nó sẽ khác, nhưng mà với Duy thì Duy có cái cảm nhận là như vậy. Bây giờ thì anh em mình cùng lên xe rồi trải nghiệm thôi. Khi mà trực tiếp trải nghiệm cái cảm giác của chiếc CBR650R này với cá nhân Duy ấy, thì Duy cảm thấy là khi mà ra những cái cung đường trường ấy, nó mang lại cho chúng ta những cái cảm xúc công nhận là rất là khó tả thật. Nó chưa đến cái mức đỉnh điểm đâu, nhưng mà mỗi một cái mẫu xe có cả khả năng đi trong phố, tức là Sport City như thế này, thì thực sự là chiếc xe này đã làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình cho chúng ta những cái trải nghiệm đáng chúng ta phải cân nhắc khi nhắc tới những cái mẫu xe Sport City, cái mẫu kiểu Sport này, và có cái mức giá loanh quanh khoảng 300 triệu đổ lại đó. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ một chút với các bạn về cái những cái tính năng công nghệ trên chiếc xe này nhá. Cái điểm đầu tiên ấy mà Duy muốn dành một lời khen cho cái chiếc CBR650R này chính là cái cặp cuộc Showa phía trước này, cặp cuộc upside down Showa SFF có thể điều chỉnh được cái cấp độ và tải trọng và đầu xe. Thường thì khi mà đi trong phố này thì Duy để nó vừa thôi để cho chúng ta có những cái trải nghiệm đi qua những cái gờ như các bạn thấy đó, nó êm ái. Còn lại khi mà chúng ta đi tour, đi đường trường, đi đường dài thì mình sẽ chỉnh nó nặng lên một chút để chúng ta có những cái cú ôm cua nó ngọt ngào và sắc lẹm hơn. Chúng tôi đã nắm được đầy đủ hết những thông tin mà chúng ta cần thiết rồi. Nếu như anh em mình đi trời mưa, đường trơn trượt, hay là những cái đoạn chúng ta đi qua nó có sỏi đá, tăng ga, trượt bánh sau, phải không ạ? Thì chiếc xe này cũng được trang bị cái công nghệ HSTC kiểm soát mồm em chuyển bằng bánh sau, để khi chúng ta thòng ga hay là chúng ta ga căng ở những đường trơn trượt, trời mưa ấy, nó sẽ không bị trượt bánh, gây chúng ta những cái sự cố đáng tiếc đó. Cái tính năng này thì Duy đánh giá cao ở trên những mẫu xe sport, đặc biệt là những cái mẫu xe sở hữu những cái phân khối nó lớn một chút, tầm từ 600 tới 650 trở lên. Ngoài ra thì anh em cũng có được những cái trải nghiệm tốt khi mà chúng ta vào số hay là chúng ta giảm số trên chiếc CBR650R này, nhờ vào cái bộ nhớ chống trượt hai chiều slipper clutch. Lúc mà chúng ta chuyển số nó mượt mà, nó nhẹ nhàng, rồi nó giảm bớt thời gian, chúng ta có những cái cú vượt, cái cú gia tốc nó ấn tượng hơn đó. Hơi tiếc một chút là chiếc xe này chưa được trang bị cái hệ thống hỗ trợ sang số nhanh. Nhưng mà đúng rồi, với một cái mức giá khoảng 250 triệu loanh quanh tầm đó, thì chúng ta không thể nào đòi hỏi quá nhiều những công nghệ ở trên mẫu mô tô Sport City như là CBR650R được. Tất nhiên là nếu mà anh em hết tiền thì sẽ có những cái trang bị công nghệ ngon hơn thôi, phải không ạ? Cái hệ thống phanh ABS được trang bị cho chiếc CB650R này cũng là một điểm mà Duy cũng nhắc tới. Chúng ta phải nhắc tới thôi, chứ còn thực ra là những cái mẫu mô tô phân khối lớn bây giờ thì đa phần là đều được sở hữu hệ thống ABS này. Nó cũng như là một cái trang bị bắt buộc rồi. Nhưng mà nhắc đến cái hệ thống phanh này thì Duy phải chia sẻ với các bạn một điều. Hệ thống phanh trước của CBR650R này nói là ngọt, ngọt. Nhưng hệ thống phanh sau thì có lẽ là khi các bạn mua chiếc xe này thì các bạn nên nhờ các anh kỹ thuật của bên Honda tinh chỉnh lại cái phanh phía sau, bởi vì là như Duy cảm nhận bây giờ thì nó hơi kém. Chúng ta phanh nhưng mà nó không có cái sự tác động quá nhiều đó. Và mặc dù thì Duy ấn vào, Duy vẫn cảm nhận được cái lực nó đẩy xuống đó, đây này đó, nhưng mà
chúng ta nên tinh chỉnh nào sẽ ok hơn. Vậy là chúng ta sẽ bỏ lại chiếc CBR650R ở phía sau để chúng ta sẽ cùng tiến tới người đàn em CBR500R 2019 với một cái thiết kế không có quá nhiều sự thay đổi về những cái đường nét ở bên ngoài. Chúng ta sẽ tiến lại gần hơn với cái phần đầu xe đi ạ. Tổng thể thiết kế của CBR500R thì các bạn có thể thấy đó, nó đâu đó vẫn có thừa hưởng được từ người đàn anh, người anh cả CBR1000R Fiberless. Cái phần đầu xe này, các cái hốc gió ở đây đó là những cái điểm nhấn cũng như là để làm tăng thêm cái tính khí động học cho xe. Phần phía trước thì là có cụm đèn pha LED, full LED luôn ạ. Xe thì cũng được trang bị công nghệ phanh ABS cho cả bánh trước và bánh sau. Cùng phanh trước thì là của hiệu Nissin. Hơi đáng tiếc một chút khi chúng ta nhắc tới cái bộ giảm sóc phía trước, chỉ là giảm sóc ống lồng bình thường thôi, không như là người đàn anh CBR650R được trang bị giảm sóc upside down của Showa SFF. Tiến sang cái phần hông xe, phần thân này, thì các bạn có thể thấy rằng là nếu như mà để cạnh CBR650R thì cái sự chênh lệch về kích thước ở bên ngoài mà mắt thường chúng ta nhìn nhận được là gần như là rất ít. Đó, kể cả chiều cao này, độ to và cái độ hầm hố, nó chỉ có khác nhau nhiều nhất là ở cái phần tay lái ở phía trước, cái phần ghi đông này này, và cái phần đuôi ở phía sau. Đặc biệt ấy, ở trên cái chiếc CBR500R này ấy, thì Duy lại có một cái điểm thích, điểm cộng cho chiếc xe này so với cả chiếc CBR650R ở phía sau kia. Đó là cái phần đuôi xe này. Phần đuôi xe được làm vuốt dài hơn. Nhìn nó có cái sự liên tưởng tới những cái mẫu xe như là CBR1000RR Fiveblade hay là những cái mẫu xe MotoGP đó. Phần đuôi nó được vuốt nhọn và kéo dài ra phía sau, trông nó đỡ bị khụt hơn là chiếc CBR650R. Ngoài ra thì ở phần hông xe này thì chúng ta cũng vẫn phải nhắc tới những cái điểm nhấn ở trên phần hông xe, đặc biệt là cái phần bộ lốc máy ở đây được sơn cái màu vàng đồng, được làm lộ ra và đẩy ra bên ngoài. Thứ nhất đấy là chúng ta sẽ có được cái việc làm lộ ra là để làm mát này, rồi cũng là cái điểm nhấn của cái phần thân xe luôn. Cái bộ dàn đầu của chiếc xe này ấy, phần yếm bên này này, Duy còn thích nữa một cái điểm này, nó chính là cái phần vây cá ở đây được làm lồi ra một chút. Đó, khi mà chúng ta nhìn từ góc 3/4 ấy, chúng ta sẽ thấy rằng là nó tăng cái tính khí động học là điều đương nhiên rồi, nhưng mà sẽ có thêm được cái chất thể thao, cái chất sport hơn. Cái phần ống xả của chiếc CBR500R này là được làm dạng ống xả đôi và làm to, bản khá là lớn, được pha giữa cái màu đen và cái màu bạc, giúp cho cái phần hông xe đuôi này, phía đuôi này, nó có thêm được cái điểm nhấn là cái ống xả nó to, trông nó hoành tráng, bề thế. Phần đuôi xe, đèn hậu được làm ổn, kèm theo cái xi nhan ở dưới bát gắn biển số. Phần này được làm bằng nhựa và chúng ta sẽ có một cái phần hợp kim để nối đỡ cái bát biển số ở đây. Nói chung là những cái đồ nhựa của Honda thì luôn luôn là những cái vật liệu làm hoàn thiện rất là chắc chắn. Rồi, chúng ta sẽ quay lại cái phần bình xăng này nhé. Phần bình xăng của xe này ấy, thì nó cũng được làm theo cái dạng là nhô u vai lên. Đó. Trông cái xe nó có cái sự khỏe khoắn, kết hợp với cả những cái nếp gấp và những cái khứa cắt rất là mạnh bạo ở cái phần yếm xe và cái phần đầu xe phía trước này, làm cho cái tổng thể của cái dàn đầu này, từ bình xăng này cho đến hết dàn đầu này, cho chúng ta được cái sự hầm hố và cái sự thể thao. Đó. Phần trên đây chúng ta cũng sẽ có những cái mảng khối ốp bằng nhựa pha cái chất liệu giả carbon. Có một cái điểm mà ở cái phần cụ chạc, chạc 3 này ở đây này, chỗ ghi đông tay lái này, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái thiết kế của CBR500R này nó chưa cho chúng ta cái sự tinh tế
và cái tính thẩm mỹ cao ở đây. Chúng ta đâu đó chúng ta vẫn thấy được cái sự thuần, nó thuần quá, nó chưa cho chúng ta cái cảm hứng nhiều. Mặt đồng hồ thì cũng là LCD âm bản. Và ở trên CBR500R này thì cũng chưa có cái HSTC như là trên chiếc 650R. Côn thì cũng rất là nhẹ. Phần tay phanh thì chúng ta cũng có nâng 5 nấc để chỉnh. Với cái giá là 186.990.000 đồng thì quả thực CBR500R là một mẫu xe rất đáng cân nhắc. Tất cả các bạn nào có ý định mới bắt đầu cho mình một mẫu xe phân khối lớn và lại là một mẫu sport nữa. Tại sao lại như vậy ạ? Bởi vì ngay khi Duy ngồi lên chiếc xe này cầm lái, những cái cú vặn ga đầu tiên thì Duy đã cảm nhận được rằng wow, một mẫu xe sport nhưng lại cho chúng ta những cái cảm giác nó nhẹ nhàng, nó không quá là nặng nề, rồi cái cách mà chiếc xe hoạt động nó cũng rất là dễ chịu. Đó, cái sự dễ chịu đó đến từ đâu? Cái sự dễ chịu đó chúng ta có thể cảm nhận ngay được từ cái phần yên xe, phần tay lái, rồi cả cái khối động cơ. Cái khối động cơ ở trên chiếc CBR500R này đã có được cái sự tinh chỉnh so với cả cái khối động cơ ở những cái mẫu xe tiền nhiệm trước đó. Chính xác cái thông số là 471cc cho khối động cơ 500 của chiếc CBR500R. Cái khối động cơ này ấy, các kỹ sư của Honda đã tinh chỉnh những cái chi tiết như là rút ngắn ống dẫn khí từ bộ lọc thông qua bộ gia tốc, miệng của van nạp cũng được rút ngắn hơn, hệ thống phun đã được cải tiến, kim phun được tinh chỉnh, phun xa hơn, mạnh hơn và chia nhỏ giúp cho hiệu suất bổ đốt cao. Trục cam điều chỉnh van nạp và xả đã được tinh chỉnh 5 độ và nâng thêm 0,3mm đến 7,8mm. Tất cả những cái yếu tố này tổng hòa đã giúp cho khối động cơ được cải thiện thêm 4% mô men xoắn và tua máy được rút ngắn 500 vòng trên phút. Rồi, vừa rồi thì anh em mình đã cùng nhau đi đánh giá và trải nghiệm nhanh hai chiếc CBR500R và CBR650R. Thì cuối video rồi, Duy cũng chia sẻ với các bạn một chút nữa thôi. Đó chính là có một cái điểm hơi đáng tiếc một chút. Thì chiếc CBR500R này thì tại thị trường Việt Nam Honda nhập khẩu nguyên chiếc thì sẽ không có cái phiên bản màu trắng phối với cả màu tem đen và xanh phản quang như thế này. Sẽ chỉ có hai màu là đen đỏ và đỏ đen trắng. Với cái giá bán là 186.990.000 Việt Nam đồng. Đó. Còn bên chiếc CBR650R này thì sẽ có cái màu đen mờ mà các bạn đang thấy ở đây và màu đỏ đen nữa. Với cái giá bán là 253.990.000 đồng. Anh em có thể cho Duy những cái đánh giá nhận xét về hai mẫu xe này theo cái cảm nhận cá nhân của anh em ở ngay phía dưới video này nhé. Và nếu video hay thì đừng quên like và share, cũng như là đừng quên ấn vào chuông để anh em mình cùng nhau trao đổi thảo luận nhiều hơn về những cái mẫu xe phân khối lớn. Xin chào và hẹn gặp lại.